Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải sẽ soi một cao thủ cũng khá là nhiều trận top 1 trên trận tống kim. Đó, Khải xem môn phái như là ông này là Khải nhớ nhầm là Giáo Đan. Giáo Đan top 1 anh em, đó. Top 2 môn phái Giáo Đan. Top 2 môn phái Giáo Đan. Top 2 môn phái Giáo Đan mà đang có cho mình là top 5 thế giới nha anh em. Đó cũng là một cao thủ khá là khét tiếng của cùng mấy chủ này. Nói chung là có mấy trận trước Khải cũng muốn soi đồ ông này anh em. Nhưng mà xong tống kim Khải chưa kịp soi thì Khải không thấy nè. Khải tìm khi bật cái này ra nè. Khi bật cái chỗ này lên Khải tìm đó, mà tìm không ra nên là Khải không soi được. Này Khải thấy đứng ngay chỗ này thì ok là Khải soi cho anh em xem. Đây, T7 đây. Hiện tại đang coi. Hiện tại đang có cho mình là cái này cũng có một, không có phi phong. Hôm nay không có phi phong là hơi đuối tí. Hôm nay không có phi phong hơi đuối tí. Cho anh em xem sắp đồ nha. 19 20 sinh lực 100. Anh này là Giáo Đan nha anh em. Giáo Đan thì cứ ưu tiên sinh lực là ok. 19-20 sinh lực 100. Rồi tiếp tục đâu coi. 19-40. 19-40 là chón dòng 1 và khám hỏi 19. Sinh lực 80. Cái áo 40 sinh lực 100 khá là ok. À, này là trưởng lão băng bơ nha nè. Trưởng lão băng bơ nha nè. Tiếp tục gia truyền wise. Má gia truyền đẹp vãi nồi. Gia truyền kháng cả 15. Gia truyền kháng cả 15 sinh lực 60. Trời ơi, gia truyền này khá đẹp lắm em ơi. Server này những gia truyền nữ mà kháng tất cả kim Khải rất là khó thấy. Gia truyền này bèo cũng 4-5 triệu á, không biết đâu nè. 4-5 triệu Việt Nam đồng ấy. Khải nghĩ chắc nếu mà giá mà mua đẹp chắc khoảng được tầm 4,5 triệu cái dây này. 4,5 triệu Việt Nam đồng là khoảng tầm 75 kim quay đâu. 75 kim dây này ấy. Nón này chắc khoảng tầm 5 kim hơn. 5-10 kim có thể là 5-10 kim. Áo này thì khá là đẹp, sinh lực cao cho Giáo Đan luôn. Áo này chắc khoảng 2 kim, 3 kim. Vũ khí cũng khá đẹp nè. Vũ khí nếu mà mua từ đầu server, vũ khí này ít nhất phải 10 kim rồi nè. Từ đầu server ấy nha. Ý là nói Khải từ đầu server nha. Sinh lực lực kháng hỏa khá đẹp luôn. Hiện tại đang đưa cho mình hai món hỏa ngập bội, ngập bội kháng hỏa luôn. Ngập bội đó đi em, ngập bội chón 20 thì hiện tại set đồ này đang đặt móc cho mình 80 chón nè. Đặt móc cho mình 80 chón nha. Ờ đúng rồi, tí nữa Khải đánh trận 21 giờ xong đánh xem đá bóng luôn nè. Đó, hiện tại set đồ này đầu tiên chúng ta cùng để ý thì Giáo Đan thì thường thường sẽ đi theo phá hành thủy nè. Phá hành thủy và vũ khí thủy, nón thủy và ngọc bội thủy. Và hiện tại set này đang có mình 80 chón và sinh lực khá là ok. Và đi gia truyền kim thứ cả 15 và áo kim. Tiếp đến là bao tay 540, sinh lực 115. Quá là chất, quá là chất. Hôm nay nằm trên top tống kim nên là Khải soi cho anh em xem nha anh em. Mấy hôm trước có thể top 1, top 2 lận. Mà mấy hôm trước Khải không soi được. Hôm nay như là top 8, Khải top 10. Sinh lực 133, trời ơi, quá đẹp, sinh lực 133. Cái bao tay này Khải nghĩ hơn 10 kim ấy. Bao tay này sinh lực cao anh em, sinh lực cao mà đếm trên đồng ngón tay là mới bao tay mà sinh lực trên 10x và chậm 40 dòng 1 như thế này thì Giáo Đan rất là thèm luôn. Bao tay này Khải nghĩ trên 10 kim ấy. Nhẫn này khá là đẹp, nhẫn này chắc cũng 3 kim, 4 kim gì đó. Nhẫn này 15-81, nhẫn này cũng khá là rẻ thôi. Nhẫn này sinh lực 81 thì khá là rẻ thôi. Đại lưng, một đại lưng 27 sinh lực 74. Đại lưng này cũng tầm 5 kim anh em. Đại lưng này cũng tầm 5 kim. 5 kim là khoảng 300.000 anh em. 5 kim khoảng 300.000. 10 5 kim khoảng 350. Bao tay này khoảng 700. Mấy cái món này thì vài trăm xu. Nhẫn này khoảng 2 kim. Giày giày này khoảng 1 kim hơn, 2 kim gì đó. 147 sinh lực khá là cao. Sinh lực khá cao, nói chung thì nhìn tổng sơ qua thì set đồ này cũng khá là ok anh em. Tầm này thì anh em nào biết cách build đồ theo set thủy thì cứ build như thế này thôi nè. Cứ build như thế này thì đủ 80 chậm 40 chón, đủ 8 tấm kim thôi nè. Đó, tầm này thì anh em hiện tại server chưa có cái ngọc bội chậm 40. Chưa có cái bội chậm 40 của nữ nha nè. Nên là cái ngọc bội này anh ta đi hướng về hướng chón để lấy móc chón 80 nha nè. Đó, 40 chậm. Lại khăn lôi nè. Khăn lôi nè. Khăn lôi nè. Đó, 3 món khăn lôi. 27, 15. 42. 42 với này 52. 42 này. 27 cái này 13 37 42 52 59. 59 này 15 nữa là 69. 69 với này 4 là kháng lôi được 74 rồi, kháng lôi được 74 rồi, kháng lắc nữa 75 cộng 1 quá đẹp. 75 cộng 2 luôn, chiến cổ với kia có thể 75 cộng 2 cộng 3 luôn ấy, quá đẹp. Còn kháng hỏa là 19 này, 19 là 38. 38 với cộng cái này 15 nữa là 48 nữa. 53, kháng hỏa được 53. Nói chung là tầm này thì cứ
Full kháng lôi, full kháng hỏa là đủ chơi rồi anh em. Đó, nói chung thì set đồ giờ đang thì đơn giản như vậy thôi anh em. Set đồ này cũng khá là lúa nha anh em, set đồ này nếu mà Khải nhìn sơ qua thì nó cũng tầm 5 triệu quay đầu anh em. Đó, set đồ này khoảng tầm 4-5 triệu quay đầu. Rồi, nói chung thì anh em xem video đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi nha. London à, London là tí nữa Khải coi thử anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì London này cũng được mặt nạ sao thoát lên được tập 2 thơm quá. Mà bữa giờ cũng có top thiếu lâm đao ấy, cũng khá là ok ấy, mà Khải chưa thấy. Rồi anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Tí Seven và cũng như video Duy Khải Kim Minh một like chia sẻ nha anh em ơi. Hồi nãy Khải bật cái điểm top lên mà nó mới bị out ra ngoài nên là mất top mất. Chứ trận này thì Tí Seven cũng có top nha anh em. Khải top 10, Tí Seven top 8. Chung là đánh hết sức rồi anh em ơi.